This is Radio Free Asia. Diễm Thị xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, hôm thứ Hai 20 tháng 9, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ lo ngại về thực trạng thế giới vẫn còn hơn 1 tỷ người phải sống trong hoàn cảnh nghèo đói. Theo đó, có khả năng nhiều khu vực không đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Ông Nguyễn Minh Triết đến dự phiên họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc cùng hơn 140 nhà lãnh đạo các quốc gia khác. Hội nghị này có mục đích kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên Hiệp Quốc đề ra. Theo lời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Việt Nam sẽ hoàn thành đúng hạn 2015 một số mục tiêu thiên niên kỷ bao gồm xóa đói nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe bà mẹ và đẩy lùi sốt rét. Khôi Diễn xin ái chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ không can dự vào tranh chấp khu vực liên quan tới chủ quyền Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng sự dính líu của Mỹ chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp. Đài truyền hình Nhật Bản NHK tuần trước đưa tin rằng Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á có thể ra tuyên bố chung vào ngày 24 tháng 9 với ngụ ý gây sức ép với Trung Quốc về các hoạt động mới đây của họ gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh đặc biệt quan tâm về khả năng nhóm ASEAN và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về vấn đề Nam Hải hay Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Tiếp đón nữ thống đốc bang Washington, bà Chris Gregor, tại Hà Nội hôm thứ Hai 20 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi chính phủ Mỹ tháo gỡ rào cản thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ sớm trao quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP cho Việt Nam, xem lại những rào cản thương mại như các điều kiện kỹ thuật, sắc thuế chống phá giá, đồng thời mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, biến đổi khí hậu. Đáp lại, thống đốc hứa sẽ nỗ lực vận động tháo gỡ những rào cản thương mại. Bà nói, bang Washington có cộng đồng người Việt lớn thứ ba tại Hoa Kỳ là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác đầu tư giữa bang Washington và các địa phương của Việt Nam. Theo nguồn tin của chính phủ Việt Nam phổ biến sáng nay từ Hà Nội, liên quan tới các dự thảo văn kiện trước đại hội đảng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, truyền thông báo chí Việt Nam được chỉ đạo nghiêm ngặt về điều gọi là không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn công kích, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Truyền thông báo chí Việt Nam được lệnh không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối quan điểm của đảng Cộng sản, cũng như học thuyết Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Được biết, trước mỗi kỳ đại hội đảng, giới trí thức đặc biệt là cán bộ về hưu, cựu chiến binh thường phê bình nặng nề những đường lối mà họ cho là lạc hậu, không còn thích hợp với thời đại. Sự việc Việt Nam phát triển nhanh công nghệ thông tin, sự ứng dụng mạng Internet và mạng truyền thông xã hội gây lo ngại cho đảng và nhà nước Việt Nam. Và thưa quý khán thính giả, hầm chìm từ trung tâm Sài Gòn qua Thủ Thiêm được chính thức nối thẳng trong ngày hôm nay, thứ Ba 21 tháng 9 năm 2010. Là hạng mục quan trọng nhất của dự án đại lộ Đông Tây của Việt Nam. Hầm Thủ Thiêm có chiều dài tổng cộng là 1,5 km, rộng trên 33 m, có 6 làn xe lưu thông với tốc độ 60 km/h. Được xem là hầm chìm có quy mô lớn nhất ở Đông Nam Á, công trình sẽ mở rộng lối tiến sang phía đông thành phố, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, dự định, hầm này sẽ được chính thức thông xe vào quý 2 sang năm, sau khi hoàn tất tiếp các công tác thiết trí các hệ thống điện, thông gió, chiếu sáng cùng hệ thống điều khiển và giám sát, hệ thống thoát nước trong hầm.